Tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị phối hợp hoạt động giao lưu hướng đến kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cán bộ nhân viên và sinh viên các trường đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tham quan lữ đoàn 167, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân và được Bộ Tư lệnh Vùng 2 thông tin về tình hình biển đảo và công tác xây dựng lực lượng hải quân. Dịp này, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng khuôn viên văn hóa của Vùng 2 Hải quân.